Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Si Review. Hôm nay thì mình đang ở trên công ty của mình, thì có một số cái sản phẩm này mình muốn review cho mọi người xem. Thì đó chính là những cái thanh thiếc công nghiệp dành trong những cái lĩnh vực như chip bảng mạch SMT ấy. Thì đây là một cái thanh thiếc loại cao cấp, nó có khắc chữ này. Đấy, thiếc này rất chi là mềm nhá các bạn, bẻ cong được ấy, nhưng mà rất chi là nặng luôn. Thì cái loại này nó khắc chữ là rất là có chữ ở đây, các bạn nhìn thấy này. Đó, thì nó được nhập từ Hàn về luôn ấy, khắc chữ tiếng Hàn này. Còn vào đây một loại nữa, thì loại này nó rẻ hơn, nó không khắc gì luôn các bạn, nhưng mà nó cũng là diện thanh. À đâu, nó cũng khắc đấy, hình như nó cùng một loại các bạn. Đó, thì mình hiện tại đang trong cái kho nguyên vật liệu. Thì một cái hộp này nó nặng vào tầm 20 cân các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy tem này. Đó, 20 kg. Thì cái thiếc này nó rất là cần thiết cho cái ngành gắn chip bảng mạch ấy, SMT ấy. Thì giá thiếc này nó dao động rất là đắt, tầm mấy trăm nghìn một cân ấy, theo như mình biết ấy. Thì đây còn đây là thiếc diện thiếc cuộn để hàn ấy, hàn sửa bảng mạch này. Đó, các bạn thấy nó cả một cuộn như này, khá là nặng luôn, để dành cho, đây là diện thiếc cuộn dây ấy, để mình sửa, mình hàn bằng những cái mũi. Còn đây là một cái hộp thiếc tồn, tức là thiếc mà khi qua cái hệ thống lò nó sử dụng cái thiếc thanh này, nó nung chảy ra ấy, thì nó thiếc này, thiếc tồn thì nó không được sạch nữa. Đấy, để cứng ra thì nó cầm rất là nặng luôn. Đó, thì để cứng ra sau đó thì mang đi tái chế và làm sạch và lại tái chế lại thành những thiếc thanh như này. Đó, thì cái thiếc này ấy, khi mà dùng xong là nó ra xỉ thiếc ấy, bán vẫn còn có tiền luôn. Nó còn lại trong này thì nó cũng chỉ toàn là mấy cái lai beo thôi. Thì đây là mấy cái thanh thiếc, mình có thể ấn cho các bạn xem này, cong đó, rất chi là cong luôn, nó rất mềm. Đấy, thì thiếc này ấy, nó rất là có giá trị đắt, nên là các bạn nếu mà có thiếc thì giữ lại để dùng được, hoặc là bán cũng giá thành rất cao, hình như cao hơn cả đồng đó. Đó, thì đây là video review về cái thiếc ở trên công ty mình, thiếc công nghiệp nhá. Đó, thì về bên ngoài này, đây là những cái phần nguyên liệu liên quan đến ngành SMT. Những đây là những mấy cái cuộn liệu này. Đó, các bạn thấy không? Cuộn liệu này là trong là nó sẽ có những cái chip để các bạn gắn ấy. Đây là liệu PBA, tức là những cái con tụ hay là những cái chân để gắn lên cái bảng mạch ấy. Còn đây là chính là cái bảng mạch đấy các bạn. Cái bảng mạch nó sẽ gắn những cái con liệu này lên những cái bảng mạch này. Và sau đó nó sẽ dúng qua, chạy qua lò và dúng qua thiếc, thì nó sẽ giữ gắn chặt cái những cái con tụ, những cái liệu này vào trong trên cái bảng mạch này. Đó, mạch này thì gọi là PCB các bạn ạ. Còn đây là liệu đĩa, tức là cuộn liệu chip ấy. Này, nó có những cái con chip nó nhỏ nhỏ ở đây. Đó, nó sẽ nhúp qua hệ thống máy SMT, nó sẽ gắp những cái liệu này. Sau đó nó cấy lên những cái bảng mạch PCB này các bạn. Đó, thì sau đó nó gắn vào những cái điểm này, thì gọi là bảng PCB. Còn đây là liệu PBA đây, nó có những cái chân này. Đó, thì cái này là phải gắn bằng tay nhá, chứ máy nó không gắp được. Đó, đây là một rách về PCB này. Đó các bạn, đây là liệu PBA này, có rất nhiều luôn, đủ các thể loại, từ chân rắc cắm sạc các kiểu, nó đều gắn trên cái bảng mạch đó. Nó gọi là sau khi gắn xong thì nó gọi là một cái main ấy, main kiểu như trên điện thoại ấy, nó gọi là một main ấy. Thì khi gắn hoàn thiện xong nó gọi là main. Còn đây là tất cả những cái liệu nguyên thùng và chưa được khui ra. Đó, thì nó được đựng trong những cái hộp này, để trên pallet này. Đó, thì đó là những thứ. Đây, mình đây là một cái số khi cái main nó đã được gắn xong ấy các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó được gắn xong thì nó có những cái con tụ như này. Đó, thì nó gọi là SMT, nó đã gắn thành xong rồi thì nó gọi là một cái main. Đó, thì đó là cái video mình review sơ sơ về mấy thứ vật liệu ở trong cái công ty của mình đang làm. Đây là một cái máy hút ẩm công nghiệp nhá, hút ẩm trong cái một cái kho của công ty, để giữ những cái nguyên liệu nó trong một cái độ ẩm tốt nhất có thể, để không bị NG á.
Đó thì video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Xem để subscribe và ủng hộ kênh cho mình nhé. Xin chào các bạn.